sát hình sự Bộ Công an cho biết, những năm gần đây có sự chuyển dịch rõ từ hai loại tội phạm truyền thống sang tội phạm công nghệ. Thượng tá Hà Lý giải việc đấu tranh phòng chống tội phạm gặp nhiều khó khăn bởi đây là tội phạm ẩn danh rất tinh vi. Số điện thoại đều từ các sim giác không xác định được con người. Tài khoản ngân hàng mà các đối tượng lừa đảo sử dụng là thuê mua, không phải người trực tiếp sử dụng. Qua điều tra truy xét, dòng tiền chạy xoa nhiều tài khoản với nhiều lớp khác nhau. Lấy ví dụ, chủ tịch Tuyệt Đồng Nai bị lừa gần 171 tỷ đồng, các đối tượng lừa đảo chuyển qua hơn 60 tài khoản ngân hàng. Azure Conference Lưu Thai Hà đã explain that the fighting against this type of crime is mainly difficult because it's an anonymous crime. Very sophisticated phone number are all from the SIM card. People cannot be the identified. Bank account the good user scammer. It are for high the purchase, not the direct user. Through investigation, money flow through many accounts with many different layers. Take for the exchange case, where the district chairman in Đồng Nai was the default of the nearly billion VND. The flow more than 50 bank account. Thưa đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, trưởng cơ quan cảnh sát cơ động công an tỉnh Bình Thuận, dù loại tội phạm này đã cũ nhưng phương thức ngày càng tinh vi của yếu tố xuyên quốc gia, không chỉ trong nước mà các quốc gia trên thế giới cũng gặp nhiều khó khăn. Đại tá Liêm cho biết thêm, nạn nhân của các loại tội phạm đa dạng, từ người lao động chất siêu thường đồng đến cán bộ công chức trí thức, địa bàn hoạt động cũng rải rác từ thành thị game. This type of crime is mainly difficult because it's an anonymous crime. Very sophisticated phone number are all from the SIM card. People cannot be the identified. Bank account the good user scammer. It are for high the purchase, not the direct user. Through investigation, money flow through many account with the many different layer. Take for the exchange case, where the district chairman in Đồng Nai was the default of the nearly billion VND. The flow more than 50 bank account. Thưa đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, trưởng cơ quan cảnh sát cơ động công an tỉnh Bình Thuận, dù loại tội phạm này đã cũ nhưng phương thức ngày càng tinh vi của yếu tố xuyên quốc gia, không chỉ trong nước mà các quốc gia trên thế giới cũng gặp nhiều khó khăn. Đại tá Liêm cho biết thêm, nạn nhân của các loại tội phạm đa dạng, từ người lao động chất siêu thường đồng đến cán bộ công chức trí thức,